Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai ngày 15 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có nhiều thông tin đáng chú ý sau. Lâm Đồng tập trung hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách. Lâm Đồng phấn đấu trồng hơn 10.000 ha vô tầm. Mở đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô và xe mô tô. Cần sự đồng thuận của người dân khi di dời chợ. Làm giàu từ mô hình vườn ao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 11 năm 2018 của Chính phủ về triển khai thi hành luật quy hoạch. Tham dự tại điểm cầu Lâm Đồng có Phó Chủ tịch Ban dân tỉnh Phạm S và đại diện các ngành liên quan. Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau hơn một năm triển khai luật quy hoạch, các bộ ngành địa phương toàn quốc đã tập trung chỉ đạo thực hiện, hoàn thiện thể chế quy hoạch, đảm bảo đồng bộ quy định luật đề ra. Đồng thời, triển khai lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030, ban hành các hướng dẫn thực hiện chuyển tiếp quy hoạch, tổ chức rà soát, đánh giá, bãi bỏ một số quy hoạch không đạt tiêu chuẩn. Hội nghị nghe các ngành địa phương tham luận, trao đổi, kiến nghị, đánh giá khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai luật quy hoạch liên quan đến việc thực thi một số điều, các văn bản quy phạm pháp luật, hướng dẫn chi tiết thi hành, nội dung quy định, trình tự điều chỉnh cục bộ, vấn đề xác định các quy hoạch thuộc phạm vi áp dụng, một số nội dung về quy hoạch hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm, chậm bãi bỏ quy hoạch gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, kinh phí cho lập quy hoạch. Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các ngành địa phương tập trung các giải pháp thực hiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực thi luật quy hoạch, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền, ban hành hướng dẫn về xử lý dứt điểm, chuyển tiếp quy hoạch. Trên cơ sở đó, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Chính phủ trên Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành nghị quyết. Đồng thời, hoàn thiện hồ sơ trình Chính phủ, ban hành hướng dẫn thi hành luật sửa đổi và các danh mục quy hoạch. Chú trọng việc triển khai lập quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Đối với quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển, quy hoạch sử dụng đất quốc gia, các bộ ngành liên quan tập trung hoàn thiện việc lập quy hoạch, nội dung cung cấp dữ liệu, hồ sơ quy hoạch, đẩy mạnh công tác phối hợp đồng bộ thống nhất trong vận hành, khai thác những vấn đề liên quan đến luật quy hoạch. Sáng nay, Tổng cục Thuế đã tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019. Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế ở 63 điểm cầu trong cả nước đã tham dự. Báo cáo tại hội nghị, 6 tháng đầu năm, kết quả thu do Tổng cục Thuế quản lý đạt gần 600.000 tỷ đồng, bằng 51% so với dự toán, tăng 12% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu thô đạt trên 30.000 tỷ đồng, thu nội địa đạt trên 560.000 tỷ đồng. Tổng cục Thuế đã tập trung triển khai, thực hiện chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, thực hiện các giải pháp hoàn thành dự toán ngân sách, yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong chỉ đạo điều hành quản lý thu ngân sách. Bên cạnh đó, tăng cường công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước, chú trọng công tác quản lý nợ thuế và tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Riêng tỉnh Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách đạt trên 4.000 tỷ đồng, đạt 53% dự toán trung ương, đạt 51% dự toán địa phương, bằng 115% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế phí đạt gần 2.400 tỷ đồng, thu từ đất nhà đạt 506 tỷ đồng, thu từ tài chính đạt 115 tỷ đồng. Tại hội nghị, các bộ ngành trung ương và các tỉnh, thành phố đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thành công tác thu ngân sách 6 tháng cuối năm 2019. Trong đó, chú trọng tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, triển khai quyết liệt đồng bộ các giải pháp quản lý thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá cụ thể chỉ tiêu từng khu vực, từng ngành để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế. Tuyên dương kịp thời các cá nhân tổ chức thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.
đẩy mạnh thanh tra kiểm tra thuế theo phương pháp quản lý rủi ro và quản lý tốt thu nợ và cưỡng chế nợ thuế ở các địa phương. Tiếp đó, vào chiều nay, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thu ngân sách 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm. Ông Nguyễn Văn Yên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh, cùng đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và các huyện thành phố trên địa bàn đã tham dự. Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước thực hiện đạt trên 4.100 tỷ, đạt 53% dự toán trung ương, 51% dự toán địa phương và bằng 115% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ thuế phí đạt trên 2.400 tỷ, thu từ nhà đất 506 tỷ, thu từ sổ số kiến thiết 721 tỷ và một số khoản thu khác từ hoạt động xuất nhập khẩu, thu tài chính trên 310 tỷ đồng. Riêng về kết quả thu đối với các huyện thành phố có 9 trên 12 địa phương, thu ngân sách đạt trên 55% dự toán, 3 địa phương thu dưới 51% dự toán. Lĩnh vực thu thuế phí có 11 trên 12 địa phương đạt trên 50% dự toán. Lĩnh vực thu từ nhà đất có 9 trên 12 địa phương đạt trên 51% dự toán. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp thu ngân sách 6 tháng đầu năm, Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng cùng với Chi cục thuế khu vực và các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tổ chức tập huấn đối thoại giải đáp vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, đẩy mạnh công tác quản lý kê khai, kế toán thuế và hoàn thuế, áp dụng việc kê khai thuế, nộp thuế điện tử, quản lý nợ thuế, đôn đốc xử lý nợ động và thực hiện các đề án liên quan đến công tác quản lý thuế. Tại hội nghị, đại diện các sở ngành địa phương đã trao đổi thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác thu ngân sách, đặc biệt là những khó khăn vướng mắc và giải pháp thu từ nhà đất, thu từ tài nguyên môi trường, thu thuế vãng lai, thu từ các công trình đấu giá, thuê đất, công tác phối hợp triển khai thực hiện công tác thu ngân sách và xử lý nợ động trên địa bàn. Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh Lâm Đồng, ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực của các ngành và các địa phương trong triển khai thu ngân sách 6 tháng đầu năm. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh yêu cầu các ngành, các địa phương tiếp tục bám sát kế hoạch thu, củng cố bộ máy hoạt động của Chi cục thuế khu vực, ra soát phân công công việc cụ thể cho từng cán bộ, công chức, tổ chức ủy nhiệm thu, phối hợp chặt chẽ giữa ngành thuế và các ngành liên quan trong triển khai công tác thu ngân sách. Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Ban Dân tỉnh còn lưu ý ngành thuế và các địa phương cần tích cực triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nợ động, đặc biệt không để nợ động mới phát sinh, phấn đấu hoàn thành công tác thu ngân sách năm 2019. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã trao huân chương lao động hạng nhất của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Trọng Thoan, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Hạnh, Chánh văn phòng Cục Thuế tỉnh, và bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, Kiểm tra thu thuế Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng. Chiều nay tại huyện Đức Trọng, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Ông Trần Văn Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện thị thành và các đơn vị cơ sở trong tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, ngành tuyên giáo Lâm Đồng thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và của các cấp ủy Đảng, chủ động tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch của năm và nhiệm vụ do Ban Tuyên giáo Trung ương và Thường trực tỉnh ủy giao, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tham mưu tổ chức học tập quán triệt nghị quyết Trung ương 8, 9, 10 khóa 12 gắn với việc thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và các quy định chỉ định nghị quyết chuyên đề của tỉnh với tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, các huyện thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy để chỉ đạo định hướng và triển khai thực hiện, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của địa phương. Đối với việc quán triệt học tập sinh hoạt những nội dung cơ bản của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, được Ban Tuyên giáo các cấp trong tỉnh tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện sâu rộng, kịp thời thường xuyên với nhiều nội dung và hình thức phong phú, như tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền chuyên đề năm 2019 đến cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, tổ chức hội thi sân khấu hóa tìm hiểu tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh các cấp trong tỉnh. Đến nay, 9 trên 12 huyện thành đã tổ chức xong. Duy trì việc tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động cam kết thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác, trong đó chú trọng nội dung làm theo với những việc làm thiết thực, sát với yêu cầu nhiệm vụ, nội dung đăng ký cụ thể ngắn gọn, dễ thực hiện. Ngoài ra, công tác nắm bắt dư luận xã hội thông qua tổ chức mạng lưới thông tin từ tỉnh đến cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thường xuyên được củng cố. Công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,
thông tin xấu độc trên Internet tiếp tục mang lại hiệu quả. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo trong 6 tháng đầu năm vẫn còn một số hạn chế, như công tác tuyên truyền ở một số địa phương đơn vị còn thiếu chiều sâu, thiếu thường xuyên, chưa rộng khắp, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị còn có những hạn chế nhất định trong công tác triển khai thực hiện. Công tác nắm bắt định hướng tư tưởng dư luận xã hội có lúc có nơi chưa kịp thời. Công tác đấu tranh với những thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội, những vấn đề phức tạp nhạy cảm phát sinh chưa chủ động kịp thời định hướng thông tin. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương đơn vị, chỉ rõ những khó khăn bất cập, hạn chế tại cơ sở, đề xuất kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác tuyên giáo. Phát biểu kết luận tại hội nghị, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Trần Văn Hiệp đã đánh giá cao những đóng góp của ban tuyên giáo các cấp trong công tác tham mưu cho cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, hoàn giáo. Đồng chí cũng đề nghị ban tuyên giáo các cấp cần triển khai thực hiện tốt sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị địa phương, tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung phương thức để thực hiện có hiệu quả các mặt công tác, trong đó đẩy mạnh việc định hướng tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của địa phương. Công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng, tăng cường chất lượng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội trong cán bộ đảng viên và nhân dân, nâng cao công tác đấu tranh chống âm mưu hoạt động diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, đấu tranh chống quan điểm sai trái. Dịp này, thừa ủy quyền của ban tuyên giáo trung ương, lãnh đạo ban tuyên giáo tỉnh ủy Lâm Đồng đã tặng kỷ niệm chương cho 5 cá nhân có nhiều thành tích cống hiến cho công tác tuyên giáo. Mở đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô và xe mô tô nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông, là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng phấn đấu trong 5 năm tới sẽ ổn định 8.500 ha diện tích dâu lai, 2.000 ha dâu ứng dụng công nghệ cao, tổng sản lượng 210.000 tấn lá dâu, sản lượng tơ tằm 1.900 tấn, kén tằm 14.500 tấn, từ đó nâng cao giá trị cho loại cây trồng này. Hiện nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đang phát triển khoảng 6.800 ha diện tích đất sản xuất cây dâu tằm, chiếm gần 70% diện tích cây dâu tằm cả nước, đạt sản lượng thu hoạch gần 125.000 tấn lá dâu, 9.000 tấn kén và chế biến gần 1.200 tấn tơ. Trong 5 năm tới, ngành dâu tằm Lâm Đồng phấn đấu ổn định 8.500 ha diện tích dâu lai, 2.000 ha dâu ứng dụng công nghệ cao, tổng sản lượng 210.000 tấn lá dâu, sản lượng tơ tằm 1.900 tấn, kén tằm 14.500 tấn. Đồng thời hình thành 3 mô hình liên kết liên huyện sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm gắn với thị trường tiêu thụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích kém hiệu quả từ các loại cây điều, lúa bột vụ, mía và cây công nghiệp dài ngày trên địa bàn sang trồng mới dâu tằm. Từ ngày 15 tháng 7, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát xe ô tô chở khách, ô tô vận tải container và xe mô tô vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong đợt tổng kiểm lần này, lực lượng cảnh sát giao thông huy động tối đa lực lượng thường trực 24/24 giờ trên tất cả các tuyến đường, sử dụng các trang thiết bị như máy đo tốc độ, camera, máy test nhanh ma túy để phát hiện vi phạm. Trong đó, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn, ma túy, vi phạm về tốc độ, vi phạm về tránh vượt, phần đường làn đường, không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông v.v. Đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp xe chở quá tải trọng cho phép, chuyên chở chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, sử dụng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, không do cơ quan thẩm quyền cấp. Được biết, đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông toàn tỉnh lần này được chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 và đợt 2 từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 14 tháng 8 năm 2019. Qua đợt cao điểm tổng kiểm soát lần này nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông. Nghỉ hè là dịp mà trẻ em không phải lo lắng học hành thi cử, mà theo vào đó là thời gian vui chơi giải trí. Tranh thủ dịp này, các bậc phụ huynh lựa chọn các khóa học hè với tiêu chí chơi mà học cho con em mình. Những dịch vụ này đang đua nhau nở rộ trong các ngày hè tại thành phố Đà Lạt.
Có một thực tế, hiện nay các bà mẹ hay than phiền rằng con mình cứ suốt ngày dán mắt vào điện tử, điện thoại thông minh, máy tính bảng, làm các con trở nên ù lì và thiếu tự tin trong cuộc sống. Vậy giải pháp cho tình trạng này là gì? Đó là tìm kiếm những lớp học giúp các bé có thể trải nghiệm thực tế. Và lớp học làm bánh pizza dành cho các bé từ 7 đến 14 tuổi của Leo Kitchen là một lựa chọn được nhiều phụ huynh quan tâm. Bởi pizza là món ăn rất hợp với khẩu vị của người Việt, đặc biệt là các bé. Đi học trên trường về xong rồi là chị ở nhà chơi rồi. Có nhiều khi thì chơi game này kia nên là không có tốt mấy, nên em muốn cho nên cho cháu ra ngoài như vậy để bớt thời gian ở nhà, để cho con nó có nhiều kỹ năng, nó lại giao tiếp với bạn bè, tiếp xúc với ra ngoài nó lanh lợi hơn. Đến với lớp học, các bé sẽ được các cô đầu bếp chuyên nghiệp và đặc biệt là rất yêu thương trẻ em, tận tình chỉ bảo cách có thể làm ra một chiếc bánh pizza phù hợp với khẩu vị của mình. Có thể lúc đầu, các em sẽ còn ngỡ ngàng với nào là bột, nguyên liệu làm bánh, cách trang trí bánh. Nhưng chỉ sau một vài buổi học, có lẽ các loại bánh từ rau củ, thịt gà, thịt bò hay hải sản đều không thể làm khó các em. Là trẻ con rất là hiếu động, rất là nghịch, và cũng ít nhất là mình phải có cái tính kiên nhẫn để mà mình theo các bé. Có những bé quen với mình một hai lần được chưa sao, nhưng mà có những bé như những bé này là lần đầu tiên tới thì ít nhất phải kiên nhẫn để hướng dẫn các bé từng bước. Hai ngày cuối tuần là lúc mà lớp học vẽ tại Học viện Đào tạo Mỹ thuật Anh và Bi Đà Lạt của cô giáo Trần Ngọc Thái Anh tổ chức, thu hút nhiều các bạn nhỏ ở độ tuổi từ 4 đến 12 tuổi tham gia nhất. Đến đây, ngoài việc được thỏa thích sáng tạo qua việc múa cọ và múa bút, tạo nên những bức tranh đẹp, các tiết làm thủ công cũng là một trong những khoảng thời gian được các bạn nhỏ chờ đợi, vì các em nhỏ luôn muốn từ đôi bàn tay của mình làm nên những món đồ dễ thương, đáng yêu để sử dụng, hoặc để tặng người thân, bạn bè. Nào là làm đồ búp bê, vẽ thiệp, thắt một chiếc vòng tay để làm điệu, hay xếp một chiếc ba lô, một chiếc cặp thật dễ thương để bổ sung vào ngân hàng những món đồ bé xinh. Tất cả đều khiến các em thích thú. Dạ, con cảm thấy vui. Con được làm thủ công là chiếc cặp. Khi làm con cũng hơi khó. Cô đã dạy cho con thì con cũng thấy dễ. Con muốn tặng cho em việc em con không có. Ngoài giờ học ở trên lớp, con còn được đi ngoại khóa làm thủ công, thì con cảm thấy rất là thú vị và vui. Vì khi học ở lớp của cô Thái Anh, con đã được học nhiều điều hơn, vẻ đẹp hơn và càng ngày càng tiến bộ. Đến với những lớp học như thế này, các em không chỉ được trải nghiệm thực tế với những thứ hầu hết các bạn nhỏ yêu thích, mà còn có thể kết giao thêm nhiều bạn mới, từ đó tự tin hơn trong giao tiếp và trong cuộc sống. Hy vọng rằng thời gian tới, Đà Lạt cũng như nhiều nơi khác trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có nhiều hơn nữa những sân chơi, những lớp học như thế này để các em nhỏ có cơ hội trải nghiệm, có cơ hội cọ xát thực tế. Bởi đây chính là môi trường rất tốt để các em hoàn thiện và phát triển những kỹ năng mềm cần thiết cho quá trình phát triển bản thân. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn đáng chú ý trên các lĩnh vực. Sáng nay 15 tháng 7 tại thành phố Đà Lạt, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn công tác phục hồi liên lạc gia đình trong tình huống khẩn cấp cho 20 đại biểu đại diện 8 tỉnh hội thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên. Hội nghị tập huấn nhằm giúp cán bộ Chữ Thập Đỏ hiểu rõ hơn về nội dung công tác phục hồi liên lạc gia đình, viết tắt là RFL. Trong các trường hợp như phương tiện thông tin liên lạc bị gián đoạn, những người bị thương đã được sơ tán, những người dễ bị tổn thương bị chia cắt, những người mất tích, vân vân. Qua đó, có phần làm giảm tình trạng căng thẳng gây ra giữa những thành viên trong gia đình khi bị chia cắt bởi xung đột, thảm họa thiên nhiên hoặc di cư và các tình huống khác. Tập huấn sẽ được diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 7. Sáng ngày 15 tháng 7, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt đã khai trương khu tiêm chủng dành cho trẻ em và người lớn. Theo đó, khu tiêm chủng được đặt tại khoa khám bệnh Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt. Thời gian tiêm chủng được tổ chức từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần, tiêm tất cả các loại vaccine cho trẻ em, bà bầu và người lớn khi có nhu cầu. Ngoài ra, khu tiêm chủng này còn ưu tiên cho các đối tượng theo dõi từ khi thai nhi cho đến khi em bé trưởng thành. Hiện nay, do nhu cầu tiêm chủng phòng ngừa vaccine 6 trong 1 và các loại vaccine khác cho con em tăng cao, vì vậy,
Với việc Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Đà Lạt đưa vào hoạt động khu tiêm chủng, sẽ tạo điều kiện cho các bậc phụ huynh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có thêm địa điểm lựa chọn dịch vụ tiêm chủng cho con em mình, phòng tránh được bệnh tật. Nội dung đáng chú ý trong phần tin trong nước: cần sự đồng thuận của người dân khi thực hiện các dự án an sinh xã hội. Trước hiện tượng một số trường kê khai không đúng danh sách giảng viên cơ hữu, công bố điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển vào ngành sức khỏe không đúng quy chế tuyển sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng, trường trung cấp có ngành đào tạo giáo viên về việc chấn chỉnh công tác tuyển sinh năm 2019. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường đại học không được thông báo kết quả xét tuyển, kết quả trúng tuyển, điểm trúng tuyển khi người học chưa được tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019 sẽ được công bố trước ngày 18 tháng 7. Bộ cũng yêu cầu các trường khẩn trương thực hiện việc báo cáo danh sách giảng viên cơ hữu với các thông tin chuẩn theo yêu cầu của Bộ, thực hiện tuyển sinh theo đúng các quy định hiện hành về xác định chỉ tiêu và theo đúng đề án tuyển sinh đã công bố. Với những trường đào tạo khối ngành sư phạm, sức khỏe, có cấp chứng chỉ hành nghề, việc tuyển sinh phải tuân thủ quy định về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với mọi phương thức xét tuyển theo đúng quy chế tuyển sinh. Được xây dựng từ cách đây gần 30 năm, hiện chợ Yến ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên đang xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường và nguy cơ cao về an toàn cháy nổ. Chính quyền địa phương đã cho xây chợ mới khang trang để người dân thuận tiện kinh doanh mua bán. Thế nhưng không phải lúc nào cũng nhận được sự đồng thuận của tất cả người dân. Nhiều tiểu thương tại đây không đồng tình với việc di dời chợ, kiến nghị nhiều cấp, gây nguy cơ mất an ninh trật tự. Hiện trạng chợ Yến cũ xuống cấp, không có nhà vệ sinh, hệ thống thoát nước cũng như các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ. Nơi đây thường bị ngập úng vào mùa mưa, nước thải từ chợ gây mùi hôi tanh ô nhiễm môi trường. Đồng thời, chợ nằm giữa khu dân cư, do không có nhà để xe nên khi chợ họp, người dân đã lấn chiếm lòng đường khiến cho giao thông ách tắc. Nguyện vọng của tôi về dân ở đây, tôi thấy mặt trận hai thôn ở đây là chỉ muốn là không vào chợ, không cần công viên. Giờ cũng mong muốn là để bà con để mà khi không đây rồi á, giờ lên kia rồi á, bà con già yếu làm sao đi. Còn đây là chợ Yến mới được xây dựng tại thôn Nhân Hội với diện tích 3.387 m², kinh phí gần 6 tỷ đồng, và chỉ cách chợ Yến cũ có 400 m. Được bố trí gồm các kiosk, nhà giữ xe, nhà vệ sinh, đảm bảo cho hàng trăm tiểu thương kinh doanh buôn bán. Nhiều tiểu thương mong muốn tất cả bà con đồng thuận với dự án di dời đến chợ mới để việc buôn bán được thuận lợi và nhộn nhịp hơn. Thì mình mong muốn sao cho chợ cũ nó lên đi hết cho đông đảo, đỡ cho buôn bán đồ cho nó vui vẻ, chứ đừng hợp hai chợ lên. Trên cơ sở cái ý kiến của bà con dân trước đây thì Hội đồng Nhân dân xã cũng đã thông qua cái nghị quyết, và đặc biệt là cái quy hoạch nông thôn mới được đưa vào quy hoạch đây là cái khu chợ, và được công khai lấy ý kiến của bà con cũng thống nhất với cái quy hoạch nông thôn mới. Thì tôi nghĩ là đưa lên này là một với một cái diện tích rất lớn, 3.000+ m² và khang trang rất đẹp, sạch sẽ, đặc biệt là không có cái ngập lụt. Chợ mới và chợ cũ thì cũng chỉ dưới 400 m thôi, 300+ m² thôi, cho nên là cũng rất thuận lợi. Chợ Yến được xây dựng khang trang tại thôn Nhân Hội, tạo diện mạo mới cho xã An Hòa và hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Với sự phát triển du lịch của tỉnh Phú Yên, danh thắng Hòn Yến đang thu hút rất nhiều du khách. Khi các tiểu thương bày bán nhiều mặt hàng đặc sản của địa phương tại chợ, nơi đây sẽ trở thành một điểm mua sắm của du khách. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ đầu tháng 7 đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi liên tục xảy ra cháy rừng, gây thiệt hại hàng chục hectare rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Chỉ tính trong 10 ngày đầu tháng 7, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra trên 10 vụ cháy rừng. Tổng diện tích rừng bị thiệt hại do các vụ cháy gây ra là hơn 40 hectare. Qua xác định nguyên nhân các vụ cháy rừng thì phần lớn đều do người dân đốt thực bì, nhiều trường hợp đốt ong lấy mật để xảy ra cháy. Trước nguy cơ cháy rừng tăng cao, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo cho lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường công tác quản lý rừng, phối hợp với chính quyền các địa phương có rừng, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về phòng chống cháy rừng, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi nguy hiểm dễ gây ra nguy cơ cháy rừng để hạn chế các vụ cháy xảy ra. Phần cuối chương trình thời sự tối nay,
Mời quý vị cùng gặp chị Nềm A Mùi ở tổ 19, phường 2, thành phố Bảo Lộc. Hội viên nông dân gương mẫu tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đoàn kết tương trợ hợp tác trong lao động sản xuất. Thưa quý vị, trong thời gian qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở Lâm Đồng nói chung và thành phố Bảo Lộc nói riêng đã có nhiều bước phát triển, đã tác động tích cực đến đời sống của cán bộ hội viên nông dân, góp phần nâng cao đời sống, vươn lên khá giàu qua việc xây dựng được nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Cũng từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu, có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng một năm. Chị Nềm A Mùi ở tổ 19, phường 2, thành phố Bảo Lộc là một trong những tấm gương tiêu biểu vừa khó vươn lên làm kinh tế giỏi từ mô hình kết hợp vườn ao. Rời vùng đất móng cái Quảng Ninh, chị Nềm A Mùi, người dân tộc gốc Nùng, đã cùng bố mẹ vào lập nghiệp tại vùng đất Trà Bờ Lao từ trước năm 1975. Sau khi lập gia đình, chị Mùi cùng chồng đã trải qua những ngày cơ cực, từ làm thuê, mướn, công nhật, thu hái chè, đến chạy chợ hàng ngày để kiếm thêm thu nhập. Chắc chiêu dành dụm từ những ngày tháng khó khăn, năm 2003, gia đình chị Mùi đã mua một miếng đất ở phường 2 thành phố Bảo Lộc. Nhờ tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm, thường xuyên tham gia các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời áp dụng những gì đã học vào thực tế, kinh tế gia đình chị Mùi đã có bước phát triển ổn định. Cà phê thì nói chung nhiều khi tôi cũng phải đi theo hội nông dân, với lại là người ta đi học hỏi thêm, người ta dạy cho mình những cách để chăm sóc này kia, thì tôi về tôi cũng nghe theo họ, tôi về tôi chăm sóc, thì nói chung nó cũng đạt được kết quả tốt hơn. Với tinh thần ham học hỏi, biết đầu tư chăm sóc, áp dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, nên vườn cà phê của gia đình chị Mùi luôn đạt năng suất cao. Với diện tích 3 hecta, cây cà phê luôn cho năng suất từ 13 đến 15 tấn cà phê nhân mỗi năm. Diện tích 2 hecta cây sầu riêng đang cho thu hoạch, thu nhập khá ổn định. Đồng thời nhận thấy việc nuôi cá cũng đem lại thu nhập ổn định, chị đã mạnh dạn đầu tư nuôi 5 ao cá với diện tích 1.000m2. Sau khi trừ chi phí, tổng thu nhập bình quân đối với gia đình khoảng 900 triệu đồng mỗi năm. Gia đình đã tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên và phổ biến kinh nghiệm sản xuất cho 16 lao động, đồng thời giúp đỡ 6 hộ khó khăn. Cá nhà tôi nuôi thì không có như người ta, thì người ta cho ăn cái nhiều cám hoặc là thêm thuốc. Còn nhà tôi thì không có thuốc, mà cám thì tôi cũng chỉ cho nó hạn chế. Còn tôi cho nó ăn cỏ là nhiều. Xen canh thì nói chung là kinh tế nó cũng giúp cho tôi được đỡ hơn và thu nhập được nhiều hơn. Đối với một hội viên là một người dân tộc trên địa bàn thì theo đánh giá thì đây là một hội viên là có nhiều cái sự sáng tạo, cũng như là trong sản xuất nông nghiệp thì đã có nhiều cái kết quả rất là tốt. Đối với cái mô hình này thì chúng tôi cũng thường xuyên là tổ chức cho cán bộ hội viên là đi tham quan, học tập. Hiện nay thì chúng tôi khuyến khích người nông dân là phát triển các cái mô hình mà ứng dụng công nghệ cao để làm sao mà tăng cái thu nhập trên một diện tích. Với diện tích nhỏ nhưng mà có những cái thu nhập mà lớn, nên trồng sen canh các loại cây ăn trái mà có hiệu quả, nó phù hợp với thổ nhưỡng ở địa bàn Bảo Lộc, ví dụ như là cây sầu riêng, cây bơ, cây mít vân vân, thì nó sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn là mình trồng một loại cây. Xây dựng thành công mô hình trang trại vườn ao, chị Nềm A Mùi không chỉ có nguồn kinh tế ổn định, khá giả mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động trong vùng. Những nỗ lực vươn lên không ngừng nghỉ của nông dân Nềm A Mùi trong phát triển kinh tế đã được ghi nhận các cấp các ngành. Và hơn hết là những kinh nghiệm quý báu trong sản xuất được chị Mùi chia sẻ cho bà con nông dân cùng phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống. Ngoài làm kinh tế giỏi, chị còn là một hội viên nông dân gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đoàn kết tương trợ hợp tác trong lao động sản xuất và là tấm gương sáng trong công tác vận động tuyên truyền nhân dân cùng nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.